6. Tự tin và tính tâm Bước 2 Bước kế tiếp của duyên khởi siêu việt là niềm tin và lòng tự tin. Khi thực sự nhận ra rằng Dukkha, khổ, luôn có mặt trong cuộc sống thế gian, sẽ có lúc chúng ta muốn tìm đến một cái gì suốt thế gian hầu giúp ta giải thoát khỏi khổ đau. Nếu ta có thể tìm ra được một giáo lý tâm linh nào đó, thì lòng tin hay tính tâm vào giáo lý đó sẽ phát khởi. Lòng tin đó phát khởi từ trong nội tâm, không phải do lý trí, vì ở những bước khởi đầu trên con đường tu, ta khó thể có những kinh nghiệm thực chứng của giáo lý ấy do đó ta không thể xác định giáo lý đó là chân thực dựa trên lý luận tri thức nhưng từ trong thâm tâm ta có thể cảm nhận được đó là một chân lý tuyệt vời thâm sâu hơn tất cả những gì ta đã được nghe được nghiên cứu trước đây tự trong niềm tin đã có tình thương vì chúng ta chỉ có thể tin vào những gì mình thương quý không có tiếng nói của con tim chúng ta không thể tự động tin tưởng vào bất cứ điều gì những kẻ đầy lòng hoài nghi khó thể hoàn toàn tin tưởng vào bất cứ điều gì hay bất cứ ai lúc nào họ cũng níu giữ một điều gì đó lại muốn được làm chủ phần nào do đó không bao giờ họ có thể toàn tâm toàn ý tin theo điều gì nếu ta còn níu giữ điều gì đó thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm linh của mình không có liên hệ nào mật thiết hơn sự liên hệ với con đường tâm linh của chính mình đó là sự liên hệ thấm thiết nhất mà ta có thể có được nếu ta có liên hệ với ai đó như trong hôn nhân mà ta không hoàn toàn tin tưởng người đó luôn hoài nghi không biết người phối ngẫu có phải là đối tượng mình kiếm tìm không biết việc kết hôn có đúng không thì cuộc hôn nhân đó khó tốt đẹp mặc dù trước lúc kết hôn người ta cũng không biết điều gì sẽ xảy ra cũng thế với con đường tâm linh khi chúng ta vừa bắt đầu đặt chân lên đó ta chưa biết sẽ được kết quả gì chúng ta cũng chưa hiểu biết nhiều giáo lý không có nhiều điểm tựa vì cho đến lúc ấy chúng ta chưa quán xét về bản thân đủ tuy nhiên nếu chúng ta không hoàn toàn tin tưởng vào con đường đạo thì sự tu tập của ta khó mà thành công rất ít người có khả năng tin tưởng hoàn toàn đó là lý do tại sao rất ít người thực sự được chuyển hóa qua việc thực tập tâm linh sự chuyển hóa đó là buông bỏ quan điểm buông bỏ ý kiến nọ kia các định kiến của mình để thay vào đó tuân theo những lời dạy của đức thế tôn mặc dù những điều này nói có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế phần đông chúng ta thấy khó vô cùng những quan điểm đã thành hình dựa trên quan điểm của xã hội văn hóa nơi người đó sống luôn trở ngại họ chúng ta cũng cần nhớ rằng tâm và trí luôn phải đi đôi với nhau nếu ta có thể hiểu một vấn đề nào đó bằng lý trí nhưng không thể chấp nhận tin yêu thì ta không bao giờ thấy thỏa mãn diện toàn ngược lại nếu chúng ta tin yêu điều gì mà không thể hiểu không thể lý giải thì kết quả cũng thế ví dụ nếu như ta có liên hệ với ai đó ta yêu thương người đó nhưng không hiểu họ thì mối liên hệ cũng khó vẹn toàn ngược lại nếu ta hiểu thông cảm với ai đó nhưng không yêu được họ thì kết quả cũng thế điều này càng rõ ràng hơn trên con đường đạo chúng ta phải hiểu nghĩa lý của phật pháp cũng như tin yêu giáo lý đó lúc đầu khi sự hiểu biết của chúng ta còn hạn chế thì niềm tin yêu càng phải sâu rộng hơn lòng tin tính tâm dựa vào sự cởi mở của tâm biết buông bỏ những định kiến về giáo lý cũng như quan niệm về một vị thầy phải như thế nào. Cần phải buông bỏ những định kiến đó vì chúng chỉ dựa trên các giả định chứ không phải giữ kiện. Chúng ta cần phải như đứa trẻ nắm tay mẹ băng qua con đường đầy xe cộ, phải tự tin rằng mẹ ta biết hơn ai hết. Nếu chúng ta có thể dốc lòng như thế, thì cảm giác an lành sẽ phát sinh. Đức Phật đã dí lòng tin như một gã khổng lồ mù, người đã gặp một kẻ què quặt với đôi mắt sáng có tên gọi là trí tuệ. Người khổng lồ mù có tên là lòng tin đã nói với người tàn tật có đôi mắt sáng rằng Tôi rất mạnh nhưng tôi không thấy bạn rất yếu nhưng có đôi mắt sáng hãy đến ngồi lên vai tôi hai chúng ta hợp lại sẽ có thể đi được rất xa thật vậy đức phật không bao giờ tán thán một lòng tin mù quáng ngài muốn chúng ta phải sử dụng cả tâm và trí cân bằng giữa trí tuệ và lòng tin với cả hai đức tính này chúng ta sẽ có thể đi rất xa có câu nói rằng lòng tin mù quáng có thể dời cả núi non tiếc rằng nó đã bỏ qua một chi tiết là nếu mù lòng tin làm sao thấy được ngọn núi nào cần được dời đi vì thế cũng rất cần có trí tuệ nghĩa là sự thấu hiểu triệt để giáo lý rất cần thiết ngay cả ở giai đoạn đầu khi kinh pháp còn xa lạ, khó hiểu đối với chúng ta, ta cũng phải quyết dốc lòng tìm hiểu. Khi làm việc gì, dù trồng tỉa ngoài vườn hay xây cất căn nhà, ta cũng phải làm với tất cả tấm lòng. Nhờ sự tinh tấn đó ta sẽ thành công. Nếu không thì cũng giống như là mày mò với một trò chơi mới chỉ khi ta nhận ra rằng không có cách gì khác hơn để thoát ra khỏi khổ thì ta mới có thể hết lòng hết sức mà theo. Nếu ta còn tìm kiếm một kẻ hở nào đó, còn chạy theo hạnh phúc thế gian, thì ta vẫn chưa dốc lòng đi trên con đường đạo. Sự tu tập mài dũa những góc cạnh lồi lõm trong tâm hồn ta, đào sâu nội tâm đến độ, có thể cuối cùng ta không còn nhận ra bản thân nữa có thể coi như ta hoàn toàn bộc lộ mình ra phơi bày hết những gì ta muốn tự giấu mình giấu người có vậy thì mới mong sửa đổi chữa lành mọi thứ được vì hành động này thường rất khó khăn đau đớn nên ta phải dốc lòng dốc sức để hiểu được tất cả ý nghĩa của khổ đau nếu chúng ta nghĩ rằng còn có thể tìm được hạnh phúc ở thế gian này nhưng ta chưa tìm ra được thì ta khó lòng nhận lãnh trách nhiệm khó khăn đó trái lại ta vẫn tiếp tục tìm kiếm câu trả lời trong thế gian này thế giới đầy rẫy bao cám dỗ bao niềm vui sắc đẹp cũng như cơ hội cả một cuộc đời cũng chưa đủ để khám phá tất cả chúng ta cần một sự thuyết phục hoàn toàn không chỉ đối với khổ đau mà cả đối với chân lý với tất cả tấm lòng rộng mở đức phật đã nói rằng người có ít bụi trong mắt khi nghe được chân lý sẽ biết đó là chân lý và dốc lòng tin theo điều đó không có nghĩa là ta không thể hoàn thành những bổn phận hàng ngày của mình trái lại ta có thể thực hiện chúng tốt hơn vì giờ những bổn phận đó chỉ là chuyện thứ yếu không còn là những vấn đề quan trọng nữa ưu tiên được dành cho sự phát triển tâm linh của ta các công việc hàng ngày dù vẫn còn chiếm thời gian sức lực trách nhiệm của ta nhưng không còn gây nhiều áp lực cho ta như khi chúng còn là tất cả những gì ta phải quan tâm đến trước đây ta đòi hỏi chúng phải hoàn hảo nếu không ta cảm thấy như mình thiếu khả năng giờ ta có thể nhận ra tính cách vô thường và tái diễn của chúng nhưng cần thiết phải duy trì giống như những dòng quay của trò chơi cưỡi ngựa chúng không còn là một phần quan trọng trong cuộc đời ta do đó ta có thể sống ung dung hơn chúng ta không còn lo lắng phải luôn đúng luôn hoàn hảo vì ta biết rằng còn những vấn đề quan trọng hơn sâu xa hơn đối với ta từ đó chúng ta theo dõi sự phát triển tâm linh như ta phải làm đối với một loại cây mỏng manh nào đó trong giường chúng ta che chở chăm bón bảo vệ nó khỏi mọi dông bão kiếp sống của chúng ta cũng mỏng manh giường ấy khi ta chưa thành người giác ngộ chỉ khi đã đạt được giác ngộ ta mới thấy an ổn còn chưa đến lúc đó vẫn còn nỗi đe dọa ta sẽ tạo ra các ác nghiệp tham sân si khiến trở ngại sự phát triển tâm linh của ta chúng ta có thể trở nên tự mãn khi tọa thiền khi tinh tấn thực hành trên con đường tâm linh sự tự mãn đó không giống với tự tại An nhiên tự tại là điều cần thiết, tự mãn là điều cần tránh. Tự tại là biết rằng mình đang ở đúng chỗ đúng thời để giúp cho sự phát triển của mình. Nhưng tự mãn hàm ý rằng ta thấy không cần thiết phải tấn tới nữa. Tất cả những điều này rất quan trọng trong sự chọn lựa của ta giúp ta trở nên một người toàn diện với một mục tiêu rõ ràng tính tâm là một đặc tính không thể thiếu trên con đường tâm linh với tam bảo phật pháp và tăng thì pháp là quan trọng nhất đối với chúng ta vào thời đức phật còn tại thế có một vị tỳ kheo quá ngưỡng mộ đức phật ông luôn theo sát chân ngài như một chú chó con đức phật đến nơi nào vị tỳ kheo đến nơi đó một ngày kia vị tỳ kheo bị bệnh ông phải nằm trên giường lúc đó ông bắt đầu khóc than khi các bạn đồng tu đến thăm họ hỏi ông tại sao ông khóc bệnh ông đâu đến nỗi nào có việc gì thế ông đáp tôi khóc là tại phải nằm bệnh tôi không thể gặp được đức phật các vị tỳ kheo khác trả lời ông chớ lo âu chúng tôi sẽ báo lại với đức phật ngài sẽ đến thăm ông khi hay tin đức phật lập tức đến thăm vị tỳ kheo bị bệnh làm vị này vui hẳn lên xem hạnh phúc lắm lúc đó đức phật thuyết rằng ai thấy như lai là thấy pháp ai thấy pháp là thấy như lai Ai được thấy Đức Phật thì không thấy gì hơn là sự giác ngộ giải thoát là điều căn bản của Pháp. Ai có thể thấy được Pháp trong nội tâm mình là thấy Đức Phật đồng nghĩa với giác ngộ. Báo vật quý giá nhất là nhận ra được Pháp nơi chính bản thân mình không phải bám díu vào ai dù người đó là Đức Phật, vị Thầy dẫn lối cho ta đi. Khi ta có lòng tin chân thật nơi Pháp, ta sẽ có thêm động lực để thực hành. Báo vật đó quý giá hơn tất cả mọi thứ quý giá trên đời vì nó có thể giúp ta vượt qua, chuyển hóa tất cả mọi vấn đề, mọi trở ngại trên thế gian này. Chướng ngại khó khăn không biến mất đi, nhưng chúng ta không còn coi chúng là chướng duyên vì chúng ta đã tìm được chân lý tuyệt đối lòng tự tin và tính tâm là những phần không thể thiếu trong việc thực hành tâm linh ngoài lòng ngưỡng vọng và biết ơn đây là những đức tính ta có thể ươm trồng trong ta vì chúng ít được thể hiện ra ngoài chúng ta cần có lý tưởng để ngưỡng vọng và ta có thể tràn đầy lòng biết ơn khi hiện tại ta đã tìm ra được một lý tưởng để tôn thờ một lý tưởng được coi như vật quý báu nhất trên đời đó là pháp là những định luật tự nhiên giúp cho ta thấy được chân lý tuyệt đối Lòng ngưỡng giọng đó được thể hiện qua thái độ của ta đối với cuộc sống quanh mình, vì không có gì hiện hữu trên cõi đời này không chứa đựng pháp, không mang tính vô thường, anika, khổ, dukkha và vô ngã, anatta. Dù ta nhìn ở nơi đâu, bên trong hay bên ngoài ta, tất cả đều là pháp. Lòng ngưỡng giọng đối với pháp giúp ta có lòng thương cảm đối với cuộc đời đối với tất cả mọi chúng sinh vì không có gì khác hơn ba đặc tính trên do đó tất cả đều chất chứa khổ đau lòng tin yêu kính trọng ta dành cho pháp được thể hiện qua thái độ của ta đối với tha nhân đối với việc tu tập của ta trong truyền thống thiền nhật bản có một thói quen rất đẹp là thiền sinh vái chào các thiền sinh khác cũng như tọa cụ của mình trước khi ngồi xuống tọa thiền để tỏ lòng kính trọng đối với tọa cụ họ sắp dùng và huynh đệ đồng tu với mình. Chúng ta càng tập cho mình có được thái độ đó, ta càng cảm thấy nhẹ nhàng, cởi mở. Lòng ngưỡng mộ chứng tỏ rằng có điều gì đó còn to tác hơn bản thân ta, hơn tất cả các định kiến, các khả năng, một điều gì đó mà chúng ta có thể coi như là mục đích cuối cùng của mình lòng ngưỡng mộ khiến ta gắn bó với tính tâm lòng biết ơn là biểu hiện của tình thương của sự tương quan và có thể nới rộng ra đến với giáo lý với sự tu tập thực hành nơi chốn với các bạn đồng tu với tất cả mọi chúng sinh mọi hữu tình trong vũ trụ chúng ta có thể tri ân duyên lành đã đưa chúng ta đến với con đường thánh đạo tất cả các đặc tính này tính tâm sự tự tin và lòng biết ơn giúp ta dứt bỏ được các ngã mạng các định kiến cá nhân vì chúng ta đã tìm được một thực tại vi diệu hơn vượt lên tất cả mọi sự lo lắng ích kỷ cho riêng bản thân niềm tin phát khởi do ta đã nghe được chân lý cần một nền tảng vững vàng dựa trên sự tìm tòi khám phá và tình thương yêu nhưng không bao giờ một cách mù quáng đức phật đã dạy này hỡi các tỳ kheo, tất cả vũ trụ này đều nằm trong sải thân và tâm này. Sải là một đơn vị đo lường của thời xưa, khoảng một thước tám. Nếu tất cả vũ trụ đều ở trong thân tâm này, thì đó là nơi ta cần quay về khám phá. Mọi lời giải đều ở trong ta, chỉ vì ta chưa khám phá ra chúng thôi khả năng tìm được chân lý trong nội tâm ta đòi hỏi ta phải có sự tự tin nơi bản thân nếu không ta dễ thối chí không thể theo đuổi cho đến cùng niềm tin hoàn toàn triệt để giúp ta chắc chắn về con đường đã chọn dù rằng ta chưa tìm ra chân lý đó là một sự thỏa hiệp chấp nhận từ nội tâm một sự thay đổi chuyển hóa hoàn toàn để có thể thoát khỏi khổ đau tiến đến tự do giải thoát nếu cả vũ trụ này đều ở trong ta ta cần phải biết thương yêu bản thân không có lòng thương không thể có tính tâm chúng ta cần có một tình thương bao gồm sự dấn thân một cảm giác trọn vẹn trong tâm hồn cũng như trong việc thực hành chứ không phải phân hai, lúc thì nhớ thực hành, lúc lại quên. Khi đã có niềm tin và sự tự tin, thì một con người vẹn toàn và một hướng đi chắc chắn sẽ là kết quả tất yếu. Tham vấn Thiền sinh Thưa Ni Sư, nếu không có ngã, thì chúng ta thương yêu ai? nói như vậy có phải là nghịch lý không ni sư nghe có vẻ như nghịch lý vì có hai cách hiểu nếu dựa trên chân lý tuyệt đối thì không có gì cả không sinh không diệt vô ngã nhưng dựa trên chân lý tương đối ta còn phải đối mặt với các cảm thọ các vấn đề của mình chúng ta đối thoại ở đây dựa trên chân lý tương đối vì trên chân lý tuyệt đối chúng ta sẽ không có gì để nói với nhau vì không có ai để bàn cãi vấn đề gì nữa đối với chúng ta ái dục là một cảm thọ quan trọng nói có vẻ nghịch lý nhưng chúng ta chỉ có thể tu tập ở giai đoạn tương đối một khi đã đạt đến giai đoạn tuyệt đối chúng ta không còn gì để nói thiền sinh con có nhiều thắc mắc giờ có hai câu hỏi thiền quán có giúp tất cả chúng ta đạt được trí tuệ và vừa rồi ni sư có nói là chúng ta không thể hành thiền khi đang khổ đau ni sư có thể giải thích thêm được không ạ à? ni sư thiền quán có thể giúp ta đạt được trí tuệ nhưng nói như thế thì cũng giống như nói rằng thiền quán sẽ đưa ta đến niết bàn không phải ai cũng có đủ kiên định tinh tấn để đạt được tuệ giác nếu chúng ta quán tưởng về một chân lý trong vũ trụ như vô thường khi hiểu thấu đáo vấn đề hơn cũng có thể khiến tâm ta dao động không muốn tiến xa hơn nữa tâm ta có thể nói tất cả đều vô thường sự đầu hàng buông tay tuệ giác chỉ có thể phát khởi khi vô thường có thể được xem như một khía cạnh đã thấm nhuần trong ta đến nỗi ta không thể thấy gì bền vững cả. Vì thế người ta có thể thiền quán nhưng sẽ không đạt được tuệ giác. Thiền sinh Lý do là vì sao? Chúng ta giải quyết vấn đề đó như thế nào thưa Ni Sư? Ni Sư Đó là do lòng sợ hãi là một bản tính của con người nỗi sợ bị đoạn diệt của con người giả hợp này hoặc bằng cái chết hoặc do các cảm thọ về ngã không được chấp nhận sự sợ hãi có thể phát sinh nhất là khi ta tiến gần hơn đến cảm nhận mạnh mẽ về sự vô thường nơi thân lúc đó một nỗi sợ hãi ghê gớm hay hoảng loạn có thể phát sinh vì ta đã khám phá ra một sự thật mà ta không muốn chấp nhận, đó là con người với các cá tính này không thật có. Lòng sợ hãi là chướng ngại đầu tiên và sâu xa nhất khiến ta không thể tiến sâu hơn. Khi việc hành thiền của ta đã tiến bộ hơn thì tất cả những nỗi sợ hãi này sẽ tan biến đi vì thiền định đã thay chỗ cho các định kiến của ta lúc khởi đầu lòng sợ hãi là trở ngại lớn nhất nhưng kiên trì tu tập sẽ giúp ta vượt qua tất cả thiền sinh tại sao ni sư cho rằng chúng ta không thể hành thiền khi không có an lạc khi mà chúng ta đang khổ đau ni sư dĩ nhiên nếu cố gắng ta cũng thực hành được nhưng kết quả sẽ không tốt đẹp tâm phiền não lo âu vì vấn đề gì đó sẽ luẩn quẩn nghĩ về vấn đề đó mãi giống như khi ta bị ngứa ta cứ gãi ở chỗ ngứa mãi tâm phải tự tại bình an trước khi có thể trở nên hoàn toàn thanh tịnh cho đến giờ phút này chúng ta đang thực hành một phương pháp thiền tương đương với giai đoạn tập sự sau này ta mới bàn đến những phương pháp hành thiền thực sự. Tâm phải yên tĩnh tự tại trước khi có thể vào định. Thiền sinh Nếu gì có vấn đề này nọ khiến tâm bức sức, thì chúng ta không thể hành thiền đúng không thưa ni sư? Trong trường hợp đó, ta có nên tiếp tục không ạ? À? Ni sư Dĩ nhiên là nên chứ. Thiền sinh ni sư có nói trên con đường tâm linh khi thực hành đôi khi ta phải lộn ngược từ trong ra ngoài có nhiều vấn đề ta không muốn phơi bày ra cũng phải phơi bày vậy mà vẫn phải tự tại bình an nghịch lý này giải quyết làm sao thưa ni sư ai đã có kinh nghiệm hành thiền đều biết có rất nhiều điều khiến ta khó có thể an định ni sư khá chính xác chúng ta hổ thẹn tự trách vì những uế nhiễm phiền não của ta không muốn chúng xảy ra hành động đó khiến tâm ta bấn loạn gây trở ngại cho việc hành thiền tuy nhiên nếu ta chấp nhận tất cả những gì giấy khởi trong tâm ta rồi buông bỏ chúng thay thế chúng bằng những tư tưởng thiện thì sẽ không có sân hận theo sau nếu ta chấp nhận mọi việc như chúng xảy ra không cố gắng sửa đổi chúng và nếu ta luôn ghi tâm về sự vô thường khổ vô ngã ta sẽ đạt được những kinh nghiệm tu tập cần thiết mà không phải có những cảm xúc rối loạn dù ta chưa chứng thực được vô ngã tướng nhưng nếu có lòng tin vào giáo lý của đức phật ta biết rằng đó là chân lý triệt để như thế không có gì phải lo ngại khi cần phơi bày lộn ngược con người thật của ta ra ngoài khi ta luôn giữ trong tâm những giáo lý tuyệt vời những giáo lý giúp ta được giải thoát thì dần dần ta tập chấp nhận mang ơn cả các uế nhiễm đó hơn nữa nếu ta có thể đối mặt với chúng một cách khôn ngoan ta có thể buông bỏ tránh lặp lại các lỗi lầm này dĩ nhiên sẽ có những lúc ta không thể bỏ được những thói quen đã huân tập từ bao đời và các uế nhiễm vẫn xảy ra nếu chúng không xảy ra thì thật tốt đẹp nhưng chúng đã xảy ra ta phải hiểu thế để chấp nhận chúng thì không có vấn đề gì cả trái lại đó sẽ là một bài học mới của ta trên con đường đạo thiền sinh con thấy khó hòa hợp cuộc sống đời thường ở thành phố New York nơi con đang sinh sống với việc thực tập tâm linh, thưa ni sư có lời khuyên nào không ạ? À? Ni sư, đúng là có những khó khăn đó, nhưng dần dà ta phải biết chọn lựa điều gì là ưu tiên của mình. Nếu ta thấy đời sống tâm linh quan trọng hơn cuộc sống đời thường thì ta có thể thay gì ở Manhattan ta đến pleasant bay vậy có những người có thể làm như thế vì họ có cái nhìn khác về cuộc đời nhưng nếu chúng ta vẫn còn bị vướng mắt trong những cám dỗ lôi kéo của cuộc sống đời thường ta sẽ không có cái nhìn sáng suốt để biết mình muốn gì có thể về sau này thiền sinh có lẽ đây là một câu hỏi khá mơ hồ con thật sự cảm thấy rất hoang mang Hình như ni sư cho rằng bất cứ điều gì phát khởi đều không tốt. Thưa ni sư, có phải ni sư nói như thế không? Ni sư, không, hãy hỏi tiếp đi. Thiền sinh, con nghiên cứu nhiều sách của thiền sư trong giam trung Parinpoche và một số điều ni sư giảng ở đây có vẻ trái ngược lại với những lời dạy của ông ấy. Con luôn nghĩ là bất cứ điều gì phát khởi đều quý nhưng ngược lại con cũng nghĩ ta có thể đón nhận tất cả những gì đã phát khởi và sử dụng chúng làm đề mục để thực tập theo con ni sư lại cho rằng dù ta phải đối mặt với chúng ở một mức độ nào đó sau đó ta cần buông bỏ và đi tìm cái lý tưởng ni sư khi con nói những gì phát khởi ý nói về tư tưởng phát sinh hay là gì thiền sinh thưa các cảm thọ mãnh liệt các tình cảm tràn đầy đó ni sư cảm thọ và tư tưởng phát sinh trong lúc tọa thiền có phải đó là điều con muốn hỏi không một phương cách quan trọng để đối phó với chúng là đặt tên chúng buông bỏ rồi trở lại với hơi thở nắm bắt đào sâu chúng vào lúc đó chỉ làm trì trệ quá trình hành thiền không thể gọi đó là quán tưởng vì đó là những cảm xúc cá nhân không phải những vấn đề chung của nhân loại khi ta có thể thay đổi những vấn đề cá nhân thành những vấn đề của vũ trụ của nhân sinh thì ta có thể dùng chúng để quán tưởng thật ra con đang hướng đến những giai đoạn phát triển khác nhau trong thiền đó đối với đa số phải rất lâu mới đạt đến thiền định ở giai đoạn ban đầu chúng ta cố gắng luôn ghi nhớ trong tâm về đề mục thiền quán ở đây là hơi thở và đặt tên cho bất cứ vọng tưởng gì giấy khởi trong tâm để tự biết mình chúng ta đặt tên cho vọng tưởng nhận mặt nó rõ để ta biết đó là gì rồi buông bỏ nó Trở lại với hơi thở của mình, vọng tưởng hay cảm thọ tự nó sẽ biến mất đi sau khi được ta đặt tên, vì ta đã trở thành một người quan sát khách quan. Chúng ta không còn chủ quan nữa, là quan sát viên, chúng ta chỉ quan sát sự việc không can thiệp nên các cảm xúc có cơ hội ngưng động rồi tan biến đi. Đây là những bài học rất quan trọng cho tất cả chúng ta công phu tu tập thiền quán dần dần giúp ta được nhiếp tâm để có thể đạt được định thiền định là phương tiện không phải cứu cánh của việc hành thiền tuy nhiên chúng là những phương tiện không thể thiếu để đạt được tuệ giác vì tâm còn phiền não thì còn lo lắng tìm cách giải trừ phiền não hay than thở trách móc chứ không chú tâm hướng đến tri kiến giải thoát để đạt được chân lý tuyệt đối là cứu cánh của việc tu thiền. Chúng ta phải chuẩn bị cho tâm trở nên thanh tịnh, an định mạnh mẽ để nó không còn phải sợ hãi khi đối mặt với những sự thật phủ phàng nhất. Các vị đã hành thiền một thời gian không còn bị nhiều chướng ngại khó khăn như lúc mới bắt đầu. Thiền sinh: Thưa ni sư có lẽ thiền định làm con hoang mang, con không thực sự hình dung rõ về điều đó lắm. Ni sư: Về danh từ hả? Thiền sinh: Dạ không, về trạng thái. Ni sư: Chưa trải qua kinh nghiệm này thì có thể so sánh giống như chưa nếm thử trái xoài, khó nói về mùi vị của trái xoài khi ta không biết nó là gì nhưng ít nhất chúng ta cũng biết các trạng thái thiền định này có thể tu chứng và biết đó là một phần của duyên khởi siêu việt nói vậy có rõ hơn không thiền định meditative absorption trong anh ngữ là được dịch từ jhana trong tiếng pali ngắn gọn và sát nghĩa hơn ỉa hơn